Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô Phước rất vui vì là được đồng hành cùng các em trong tiết tiếng Việt 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trước khi chúng ta bắt đầu bài học, các em đừng quên chuẩn bị những đồ dùng học tập cần thiết nhé. Hãy cùng cô điểm lại nào. Để có một buổi học hiệu quả, các em cần chuẩn bị sách tiếng Việt 2, vở tiếng Việt, bút mực, thước kẻ. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học hôm nay bằng một bài hát thật quen thuộc, đó là bài hát Em yêu trường em. Bài hát thật hay phải không các em? Vậy các em có nhớ trong bài hát vừa rồi có những đồ dùng học tập nào đã được nhắc đến không? À, cô tin rằng tất cả các em đều có thể trả lời được những đồ dùng học tập đã được nhắc đến trong bài hát vừa rồi. Đó là mực, bút, phấn, bảng, sách, vở. Các đồ dùng học tập là một người bạn thân thiết cùng em đến trường hàng ngày. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em viết được một đoạn văn ngắn tả về một đồ dùng học tập của mình qua bài 16, tiết 5, 6, luyện viết đoạn văn tả đồ dùng học tập, đọc mở rộng. Cô mời các em mở sách trang 69. Mời các em đọc yêu cầu bài tập 1. Để có thể kể tên được các đồ dùng học tập, các em hãy lấy đồ dùng học tập của mình ra và quan sát. Sau đó, các em hãy đọc tên các đồ dùng đó. Hãy cùng kể với cô nào. Khi đến trường, bạn nào cũng có cho mình một chiếc cặp sách để đựng đồ dùng học tập, đúng không các em? Trong chiếc cặp sách đó, chúng ta lại có những đồ dùng khác nữa, như là sách giáo khoa các môn học. Để viết bài thì chúng ta có vở, có bút mực, có bút chì. Và không thể thiếu đó là cái gọt, cục tẩy, cây thước. Để làm thủ công thì các em cần cái kéo. Để tô màu chúng ta có bút sáp màu. Và khi các em học ở nhà thì còn có một chiếc đèn bàn nữa, đúng không nào? Cô tin rằng có nhiều bạn sẽ có nhiều đồ dùng học tập khác nữa. Vậy thì các em hãy kể cho bố mẹ và người thân của mình cùng nghe tên những đồ dùng học tập đó nào. Bây giờ cô mời các em hãy lắng nghe bạn Anh Thi, học sinh lớp 2 năm trường tiểu học Hương Long giới thiệu một số đồ dùng học tập của bạn nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Trần Ngọc Anh Thi, học sinh lớp 2 năm trường tiểu học Hương Long. Hôm nay mình xin giới thiệu về một số đồ dùng học tập của mình. Đầu tiên mình có một cái cặp, một quyển sách giáo khoa, một quyển vở, và đây là đồ dùng học tập của mình. Mình có một hộp bút, một cái thước, một cái bút mực, một cái bút chì, một chai hồ, một cục tẩy, một cục gọt và một cái kéo. Đây là màu của mình và đây là giấy màu thủ công. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Các em đã được tiếp xúc với đồ dùng học tập của mình hàng ngày và đã được học cách nêu đặc điểm của các đồ vật. Vậy bây giờ các em hãy viết 3 đến 4 câu văn ngắn tả về một đồ dùng học tập của mình qua bài tập số 2.
Cô biết rằng các em có rất nhiều đồ dùng học tập. Vậy thì chúng mình hãy chọn ra một đồ dùng học tập để tả nhé. Cô có một số gợi ý cho các em. Để tả đồ dùng học tập, gợi ý thứ nhất, các em hãy chọn tả đồ dùng học tập nào. Gợi ý thứ hai, em hãy quan sát xem đồ dùng học tập đó có những đặc điểm gì. Về hình dạng, có thể là hình vuông, hình tròn. Về màu sắc, có thể là màu vàng, màu đỏ. Có ví dụ, cây bút chì của em có hình trụ, nó có màu hồng rất dễ thương. Tiếp theo, các em hãy trả lời câu hỏi, nó giúp ích gì cho em trong học tập? Đây cũng là lời gợi ý thứ ba của cô. Thực chất, câu hỏi này là để nêu lên công dụng, tác dụng của đồ dùng học tập đó để các em ạ. Và cuối cùng, các em hãy nêu lên những nhận xét, suy nghĩ của mình về đồ dùng học tập đó nhé. Bây giờ, các em hãy kết hợp lại những ý mà mình đã trả lời được và dựa theo những gợi ý mà cô đã hướng dẫn để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh tả về một đồ dùng học tập của mình. Trước khi viết, cô có một số lưu ý cho các em. Câu văn đầu tiên, các em lùi vào một ô so với lề vở. Chữ cái đầu viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm. Ở câu văn thứ hai, các em nhớ không xuống dòng mà mình viết tiếp sau dấu chấm của câu văn thứ nhất. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết đoạn văn. Các em đã nắm rõ chưa nào? Cô mời các em viết bài vào vở. Nếu các em viết bài chưa xong, thì các em hãy để dành đoạn văn này đến cuối buổi học với sự giúp đỡ và nhận xét của bố mẹ để mình có thể hoàn thiện được đoạn văn các em nhé. Bây giờ, cô xin giới thiệu với các em một đoạn văn của bạn Thanh Nhàn lớp 2 năm trường tiểu học Hương Long đã viết để tả về một đồ dùng học tập của bạn. Các em có nhận xét gì về bài viết của bạn? Bạn đã viết đúng hình thức của một đoạn văn, đã như cô đã hướng dẫn, phải không các em? Chữ viết của bạn cũng rất sạch sẽ và đẹp nữa. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc đoạn văn này để biết bạn đang tả về đồ dùng học tập nào nhé. Chiếc bút mực là món quà bố tặng cho em. Vỏ của chiếc bút làm bằng nhựa. Nó có màu xanh dương, in hình một chú thỏ. Nắp bút có thể mở ra, đóng vào rất tiện. Ngòi của chiếc bút có hình tam giác. Ruột bút bên trong làm bằng cao su. Chiếc bút đã giúp cho em viết chữ đẹp hơn. Em rất thích chiếc bút mực và từ hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Sau khi các em đã đọc xong bài viết của bạn Thanh Nhàn, các em hãy cho cô biết bạn Thanh Nhàn tả về đồ dùng học tập nào? Đó là chiếc bút mực. Vậy, chiếc bút mực của bạn Nhàn có những đặc điểm gì hả các em? Chúng ta nhìn vào bài văn, chúng ta có thể thấy nó có màu xanh dương, in hình một chú thỏ. Vỏ của chiếc bút làm bằng nhựa, ruột bút làm bằng cao su. Và nắp bút có thể mở ra, đóng vào rất tiện. Ngòi của chiếc bút có hình tam giác để các em ạ. Vậy các em hãy cho cô biết chiếc bút mực này đã giúp ích gì cho bạn Nhàn trong học tập? Chiếc bút mực này đã giúp bạn Nhàn viết chữ đẹp hơn đúng không nào? Vậy bạn Nhàn có những suy nghĩ gì về chiếc bút mực này? Cô tin rằng các em có thể trả lời đúng. Bạn Nhàn rất thích chiếc bút mực này và bạn từ hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Các em đã được tham khảo về đoạn văn tả đồ dùng học tập của bạn Thanh Nhàn. Cô tin rằng các em cũng sẽ viết được một đoạn văn hay giống như bạn vậy. Trước khi chúng ta bắt đầu những hoạt động tiếp theo, cô mời các em hãy đứng dậy cùng những bạn trong hộp bút chì màu nhún nhảy theo điệu nhạc nhé. Các em đã thoải mái hơn rồi đúng không? Các em thân mến, sách là một người bạn thân thiết của chúng ta. Nó cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về cuộc sống, về tự nhiên, về khoa học và về thế giới xung quanh. Với những hoạt động tiếp theo của phần đọc mở rộng, cô sẽ hướng dẫn các em ghi được một phiếu đọc sách và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những điều mà mình thích nhất về cuốn sách mà mình đã đọc. Cô mời các em bước vào hoạt động 1. Đây là phiếu đọc sách của bạn Nam. Cô mời các em đọc phiếu đọc sách của bạn Nam. Các em vừa được đọc phiếu đọc sách của bạn Nam, vậy hãy cho cô biết trong phiếu đọc sách của bạn Nam có những thông tin gì? À, thông tin đầu tiên mà chúng ta biết được đó là ngày bạn Nam đọc sách là ngày 18 tháng 10 năm 2020. Vậy tên cuốn sách được giới thiệu trong phiếu đọc sách này là gì? Tên sách đó là Cái Tết của mèo con. Cô xin giới thiệu với các em, đây là cuốn sách Cái Tết của mèo con. Vậy tác giả của cuốn sách này là ai hả các em? À, tác giả của cuốn sách này là nhà văn Nguyễn Đình Thi đấy các em à. Vậy điều mà bạn Nam đã thích thú sau khi đọc xong cuốn sách này là gì? Bạn rất thích mèo con dũng cảm đúng không nào? Các em đã được đọc cuốn sách này chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy về nhà tìm đọc cuốn sách này nhé. Tương tự như cách ghi phiếu đọc sách của bạn Nam, các em hãy điền những thông tin về cuốn sách mà mình đã đọc vào phiếu đọc sách qua hoạt động 2. Những thông tin các em cần điền trong phiếu đọc sách đó là gì? Đầu tiên, các em hãy nhớ lại cuốn sách mà mình đã đọc. Các em điền vào ngày mà các em đọc sách là ngày nào? Tên cuốn sách đó là gì? Tên tác giả là ai? Và điều mà em cảm thấy thích nhất, thú vị nhất sau khi đọc cuốn sách đó là gì? Các em hãy điền những thông tin đó vào cuối buổi học nhé. Bây giờ, cô xin giới thiệu với các em một phiếu đọc sách của bạn Hoàng Sơn, học sinh trường tiểu học Hương Long, đã điền sau khi bạn đọc xong cuốn sách của mình. Nhìn vào phiếu đọc sách này, chúng ta biết bạn Hoàng Sơn đọc sách vào ngày 19 tháng 10 năm 2021. Tên cuốn sách bạn đã đọc đó là Cô bé bán diêm của tác giả Andersen đúng không các em? Và điều mà bạn Sơn thích nhất sau khi đọc cuốn sách này là bạn thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của cô bé bán diêm. Dựa vào các phiếu đọc sách mà các em đã điền, các em hãy nói về điều mà mình thích nhất của cuốn sách mà mình đã đọc cho người thân của mình nghe qua hoạt động 3. Cô mời các em nhìn lên màn hình. Các em hãy cho cô biết bạn nhỏ trong bức tranh này đang nói gì? À, bạn đang nói cuốn Dế Mèn Phiêu Lưu Ký rất hay, tớ thích nhất là nhân vật dế trũi. Dựa vào lời nói của bạn nhỏ,
Chúng ta biết được rằng bạn nhỏ vừa đọc xong cuốn sách Dễ Mềm Phiêu Lưu Ký, phải không các em? Đây là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài đấy các em ạ. Và điều mà bạn nhỏ thích nhất trong cuốn sách này đó là nhân vật Dễ Trũi. Khi nói về điều mà em thích nhất về cuốn sách mà mình đã đọc, trước hết các em hãy giới thiệu cho mọi người tên cuốn sách đó là gì, tác giả cuốn sách đó là ai. Sau đó các em hãy nói về điều mà mình cảm thấy thú vị nhất của cuốn sách. Đó có thể là một nhân vật, một lời nói hay, hay là một hành động để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho em. Các em hãy nói với bố mẹ và người thân của mình nghe những điều mà em thích nhất sau khi các em đã đọc xong những cuốn sách nào. Để rồi sau thời gian trở lại trường, các em sẽ gặp bạn bè và nói cho bạn bè mình nghe về những cuốn sách hay, bổ ích mà mình đã đọc được. Các em có đồng ý không nào? Còn bây giờ, cô mời các em hãy lắng nghe bạn Khánh Thi, học sinh trường Hương Long, chia sẻ về một cuốn sách mà bạn đã đọc và bạn rất thích. Xin chào các bạn, mình tên là Trần Vũ Khánh Thi, học sinh lớp 2 năm, trường tiểu học Hương Long. Mình xin giới thiệu với các bạn một cuốn truyện mà mình thích, đó chính là cuốn Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng. Tác giả của cuốn truyện này đó là Pushkin. Điều mà mình thích nhất trong cuốn truyện này là sự tốt bụng của ông lão đã giúp đỡ con cá vàng đã được đền đáp xứng đáng, nhưng đừng tham lam quá sẽ bị mất tất cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin tạm biệt các bạn. Bạn Khánh Thi thật dễ thương phải không các em? Vừa rồi chúng ta đã lắng nghe bạn Khánh Thi chia sẻ về cuốn sách mà bạn thích nhất. Vậy các em có nhớ bạn đã chia sẻ về cuốn sách nào không? À, bạn đã nói về cuốn sách Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng của tác giả Pushkin, đúng không nào? Vậy các em có thể cho cô biết điều mà bạn Thi thích nhất trong cuốn sách này là gì không? À, bạn thích nhất đó là lòng tốt, sự giúp đỡ của ông lão đánh cá đối với con cá vàng đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng đừng tham lam quá, nếu không sẽ bị mất tất cả. Các em thân mến, sách là một người bạn tốt. Nó giúp cho chúng ta mở mang tầm nhìn và những nhận thức về cuộc sống. Mỗi ngày một cuốn sách sẽ giúp cho em mở mang tầm mắt và nhận thức được cuộc sống này. Sau khi các em đọc xong một cuốn sách nào, hãy ghi những thông tin chính của cuốn sách đó vào phiếu đọc sách. Và nhớ sử dụng phiếu đọc sách thường xuyên nhé, để chúng ta có thể chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình nghe về những cuốn sách hay, bổ ích. Sau khi chúng ta hoàn thành buổi học ngày hôm nay, các em nhớ hoàn thành những bài tập mà cô đã giao nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tạm biệt các em.